Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tạo một cái ví Eco Chain nha các bạn. Thì để làm airdrop trên mạng Huobi Eco Chain thì các bạn cần click cái phần link mô tả của mình download về một cái app Huobi Wallet nha các bạn. Hiện tại cái app này có trên Play hay điều hành Android nha các bạn. Còn bạn nào iOS tải không được thì các bạn phát cái pin nha các bạn. Rồi, các bạn mở lên nha các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn tạo ví nha. Rồi, đây thì các bạn bấm vào Agri nha các bạn, chấp nhận điều khoản của Huobi Wallet nè. Rồi các bạn lướt qua nha các bạn. Rồi các bạn bấm See Now nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập mật khẩu nha tất cả các bạn. Rồi mật khẩu từ 8 đến 36 chữ cái nha các bạn, có chữ viết thường và số nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào một mũi hình chữ tàu nữa các bạn. Rồi các bạn nhập lại password nha tất cả các bạn. Rồi bạn muốn nhập config nè các bạn. Một config trên đầu nha các bạn. Rồi sau khi tất cả các bạn như vậy là các bạn có một cái ví nha các bạn. Rồi bạn bấm vào ok nè các bạn. Rồi bạn bấm vào wallet nha tất cả các bạn. Rồi bạn bấm vào một ok nha tất cả các bạn. Đây thì để mình áp những con token chạy trên nền tảng. Rồi đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn add con token Huobi Eco Chain nha các bạn. Đây chạy trên một nền tảng Huobi. Rồi bạn bấm vào config nha các bạn. Rồi thì các bạn chờ nó tạo ví một chút xíu nha các bạn. Thay vì các bạn tạo ví Huobi Eco Chain này trên ví podcast hoặc là bạn có thể tạo ví cập nhật cái mạng Huobi này trên sàn trên ví MetaMask cũng được, nhưng mà mình thấy gầm gạo các bạn ơi. Rồi bạn bấm vào copy nha các bạn. Rồi như vậy là các bạn đã có một cái ví nha các bạn. Đây thì con HT này là mạng Huobi nha các bạn nhấp vào nha các bạn. Mục send này là gỡ nữa các bạn. Còn một cái viết này là một nhận nữa các bạn. Bật up now. Đây thì các bạn nhấp vào một wallet nha các bạn. Một hôm các bạn có hình một chữ back up now các bạn nhấp vào các bạn. Thì các bạn đăng nhập cái mật khẩu của mình vào tất cả các bạn. Sau khi các bạn đăng nhập mật khẩu của mình vào thì nó hiện ra 12 ký tự, các bạn nhớ ghi 12 ký tự lại các bạn. Sau khi nó hiện ra 12 ký tự các bạn bấm net rồi các bạn sắp xếp 12 ký tự đó cho hợp lệ nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn lưu cái mã zip cây đó lại để sau này các bạn có khôi phục ví nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào tôi chấp nhận điều khoản các bạn. Rồi config add nè. Rồi như vậy là mình đã có một cái ví Huobi Eco Chain hoàn chỉnh nha các bạn. Thì các bạn muốn áp những con token nào thì các bạn áp vào các bạn. Mình thì BTC ETH đồ luôn. Đồng DOT, đồng ONN đồ luôn. Tròn luôn đi. LTC luôn nè. Rồi các bạn chỉ việc bấm config vào để nó tạo ví một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn chạy một xíu đi, mình hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ luôn nha các bạn. Thì khi nào lấy ví thì các bạn bấm vào một wallet, các bạn nhấp vào ví dụ như các bạn lấy ví Huobi Eco Chain thì các bạn nhấp vào có HT nha các bạn. Rồi đây thì địa chỉ nhận của tất cả các bạn nè các bạn, là một sen đây thì gỡ, các bạn muốn gỡ số lượng bao nhiêu, gỡ đến địa chỉ nào thì các bạn bấm vào các bạn. Gì set này gì ta. À, địa chỉ nhận mình nè các bạn, không nhân hay nghe nè. Rồi bạn bắt đập lên nè. Đây thì địa chỉ gỡ. Rồi bạn bắt đập lại. Với target cũng vậy nè các bạn. Này địa chỉ ví của mình nè. Rồi một hôm wallet.
Rồi. Ok, như vậy mình hướng dẫn cho tất cả các bạn tạo ví Huobi Equation đến đây cũng kết thúc. Các bạn có gì mình cập nhật sau cho tất cả các bạn nhé các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.